Lúc này, khi nam thanh niên đang ngồi ngoài cửa để xem điện thoại, thì phát hiện từ xa một chiếc xe tải lớn chở ngô bị mất lái ở khúc cua do chạy quá tốc độ. Mến chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời báo 24 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong ngày chúng tôi vừa cập nhật ngay sau đây. Xe tải chở ngô mất lái khiến thanh niên ngồi ôm điện thoại bên đường thót tim. Đoạn phim CCTV được quay tại trước cửa một gia đình ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 23 tháng 6 vừa qua. Lúc này, khi nam thanh niên đang ngồi ngoài cửa để xem điện thoại, thì phát hiện từ xa một chiếc xe tải lớn chở ngô bị mất lái ở khúc cua do chạy quá tốc độ. Chiếc xe sau đó bị lật vào sân khu nhà, khiến toàn bộ số hàng trên xe đổ tràn xuống đất, làm hư hỏng chiếc ô tô đậu gần đó. Rất may vụ tai nạn đã không có thương vong về người. Trong khi đó, tài xế chiếc xe tải sau khi được các nhân chứng có mặt tại hiện trường giúp đỡ cũng đã thoát ra ngoài bình an vô sự. Cô gái nghi bị bạn trai sát hại tại phòng trọ. Ngày 25 tháng 6, Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Mỹ Điền 3, thị trấn Nính. Theo cơ quan chức năng, tối ngày 24 tháng 6, chính quyền địa phương nhận tin báo về việc phát hiện một đôi nam nữ bất tỉnh với nhiều thương tích tại một phòng trọ trên địa bàn. Khi đến hiện trường, cảnh sát xác định cô gái Tiên 20 tuổi đã tử vong, còn Thịnh 31 tuổi được đưa đi cấp cứu. Bước đầu, nhà chức trách nhận định hai người này có quan hệ tình cảm, nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn tình ái. Phạt tài xế xe đầu kéo chở thép cuộn sổ xuống mặt quốc lộ 1A qua Đà Nẵng. Ngày 25 tháng 6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe đầu kéo chở thép cuộn đổ xuống mặt đường quốc lộ 1A. Trước đó, ngày 21 tháng 6, xe đầu kéo kéo theo rơ móc do tài xế Nguyễn Chí Lâm điều khiển chở thép cuộn lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi xe đầu kéo đi đến km 927 800 quốc lộ 1A, cuộn thép trên rơ móc sổ dây buộc xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện đi sau. Nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc xác minh mời tài xế Lâm lên làm việc. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Lâm về lỗi vận chuyển trên xe là thép cuộn, có chằng buộc nhưng không chắc chắn, đồng thời yêu cầu tài xế chủ xe cam kết không tái phạm. Mẹ đơn thân tố bị chủ quán cơm ở Hà Nội quỵt lương, Ủy ban Nhân dân phường vào cuộc. Mạng xã hội mới đây xôn xao trước vụ việc một người giới thiệu là mẹ đơn thân tố chủ quán cơm ở Hà Nội có ý định quỵt của mình hơn 20 triệu đồng tiền lương sau gần một năm làm việc. Chị An, 22 tuổi, người đăng bài cầu cứu cho hay, do hoàn cảnh khó khăn, chị lặn lội ra Hà Nội tìm việc để có tiền nuôi con. Chị An làm nhân viên phục vụ tại một quán cơm bình dân trong ngõ 31 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024 thì nghỉ việc. Tôi làm từ ngày quán mới mở, tháng 6 năm 2023, cho đến tháng 4 năm nay mới xin nghỉ hẳn để về quê chăm bố. Tôi làm lương mỗi tháng 6 triệu đồng. Tuy vậy, trong quá trình làm, chủ quán nói đang gặp khó khăn nên xin nợ lại một nửa lương, tức 3 triệu đồng một tháng. Đợi khi quán hoạt động ổn định sẽ trả dần. Đến khi tôi nghỉ, số tiền chủ quán giữ của tôi là 20,5 triệu đồng. Tháng 5 vừa qua, sau khi giải quyết xong việc nhà, tôi ra lại Hà Nội và xin làm phụ bếp tại một trường mầm non. Lúc này tôi có nhắn tin xin lại số tiền trên thì chủ quán cơm hứa sẽ trả dần hàng tháng, cho đến khi hết. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 6, do không tìm được người làm, nữ chủ quán bảo tôi về làm thêm nửa tháng mới trả tiền, còn không sẽ không trả. Do đang làm việc chỗ mới, tôi không thể về làm tại quán cũ và đến nay chưa lấy lại được tiền, chị An chia sẻ. Bức xúc trước thái độ của chủ quán cơm, chị An đăng bài lên mạng xã hội cầu cứu nhờ mọi người giúp đỡ. Sau đó, chủ quán cơm đã liên hệ và có những lời lẽ đe dọa, đòi tìm đến chỗ làm của nhân viên cũ để xử lý. Quá lo sợ, tôi phải xin nhà trường cho hai mẹ con ở lại trong trường để đảm bảo an toàn, chị An nói. Trưa ngày 25 tháng 6, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho hay, sáng nay phường đã nắm bắt được vụ việc chị An tố bị chủ một quán cơm trên địa bàn quỵt lương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân phường đã cử cán bộ xuống quán cơm kiểm tra. Tuy nhiên, quán cơm đóng cửa, người dân cho biết quán đã đóng cửa được một tháng nay. Cũng theo vị này, chiều nay, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Diễn sẽ mời các bên liên quan đến trụ sở để xác minh làm rõ.
Vụ tà giáo Thiên Triều Nam Quốc, tòa thụ lý đơn của người mẹ xin trực tiếp nuôi ba con nhỏ. Ngày 25 tháng 6, nguồn tin cho biết, Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo thụ lý vụ án tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn liên quan đến vụ chị Dung bị gia đình chồng cũ giam giữ, bạo hành do cuồng tín tà giáo Thiên Triều Nam Quốc. Theo bản tường trình gửi Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết của chị Dung, 33 tuổi, ngày 29 tháng 12 năm 2023, chị và chồng là ông Tín ly hôn. Theo quyết định thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự, thì ông Tín được trực tiếp nuôi dưỡng ba con chung là cháu Yến 10 tuổi, An 4 tuổi và Linh 2 tuổi. Tại thời điểm Tòa án Nhân dân thành phố Phan Thiết thụ lý giải quyết việc ly hôn và nuôi con, thì ông Tín và gia đình ông đã dùng nhiều biện pháp để ép buộc tôi giao ba đứa con cho ông nuôi dưỡng. Sau khi tòa án giải quyết thì tôi vẫn là người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng các con tại nhà ông Tín. Ông Tín và gia đình ông đã giam giữ, đánh đập, hành hạ, gây thương tích cho tôi từ tháng 1 năm 2024. Đến tháng 4 năm 2024, tôi mới thoát được ra khỏi nhà ông Tín và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Chị Dung trình bày. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố vụ án, tiến hành các hoạt động điều tra đối với ông Tín và khởi tố bị can, bắt tạm giam hai người chị ruột của ông Tín là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, bà Nguyễn Thị Hòa Diễm cùng hai người khác về tội giữ người trái pháp luật. Nay ông Tín đang bị điều tra do có liên quan đến hành vi đánh đập, hành hạ, giam giữ tôi, còn những người trong gia đình ông đã bị khởi tố nên không thể trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng ba người con của tôi. Việc tiếp tục để ông Tín chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về mọi mặt của các cháu. Ông Tín cũng đã cho các con tôi nghỉ học do cuồng tín Thiên Triều Nam Quốc, nên tôi đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con và giao ba con nhỏ cho tôi nuôi dưỡng. Chị Dung viết. Được biết, ngoài bản tường trình, chị Dung cũng gửi hai giấy xác nhận của trường mầm non Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết, xác nhận bé An 4 tuổi đã không được đến trường từ nhiều tháng qua, và xác nhận của trường tiểu học Đức Thắng 2 Phan Thiết, xác nhận cháu Yến 10 tuổi không được đến trường từ ngày 8 tháng 4. Ba mươi tấn cá nuôi có giá trị cao bỗng dưng chết hàng loạt ở Phú Yên. Ngày 25 tháng 6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên cho biết đã xác định nguyên nhân khiến gần 30 tấn cá nuôi của người dân xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu bị chết hàng loạt. Qua kết quả đo đạc các thông số tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cá chết hàng loạt ở xã Xuân Cảnh do hàm lượng oxy hòa tan rất thấp kéo dài, khoảng 2 đến 3 mg oxy trên lít, dưới ngưỡng chịu đựng của các loài cá nuôi. Tình trạng trên xảy ra do đồng thời các nguyên nhân như mật độ lồng nuôi quá dày. Trong đó có nhiều bè nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ để làm thức ăn cho tôm hùm, thường gọi là cơm cháy, đồng đen, gây cản trở nước lưu thông và tiêu thụ nhiều oxy vào ban đêm, dẫn đến hiện tượng thiếu oxy cục bộ tại vùng nuôi. Mực nước trong khu vực nuôi thấp, khoảng 2 đến 3 mét khi chiều cường, biên độ chiều thấp, hầu như không có dòng chảy. Bên cạnh đó, khoảng thời gian 2, 3 ngày trước khi cá chết, tại khu vực này thời tiết nắng nóng bất thường kết hợp với mưa dông vào chiều tối đã gây hiện tượng phân tầng nhiệt trên mặt mát, dưới đáy nóng, thúc đẩy quá trình phân hủy chất hữu cơ tầng đáy, tiêu hao hàm lượng oxy hòa tan, phát sinh khí độc, ảnh hưởng trực tiếp các loài cá. Trước đó, vào đêm ngày 21, rạng sáng ngày 22 tháng 6, tại khu vực thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh xảy ra hiện tượng cá nuôi lồng bè bị chết đột ngột với số lượng lớn. Ước tính đến 9 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, gần 30 tấn cá nuôi các loại, cá mú, cá bớp, cá chim, cá bè của 33 hộ nuôi ở xã Xuân Cảnh bị thiệt hại, cá chết có kích cỡ 0,3 đến 1 kg một con. Cách đây một tháng, sau cơn mưa dông trái mùa, 67 tấn tôm hùm và 62 tấn cá biển của 281 hộ nuôi tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Sông Cầu chết hàng loạt, ước thiệt hại hơn 38 tỷ đồng. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!